cái thế hệ tiếp nối để đưa Sơn Mài đến gần hơn với công chúng, đi xa ra ngoài thế giới mà vẫn giữ được cái hơi thở của Sơn Mài. Với 20 năm làm Sơn Mài thì cho đến giờ phút này tôi nghĩ rằng cái mà tôi đạt được nhiều nhất đó không phải là cái giá trị vật chất hay là những cái số lượng tác phẩm nhiều. Cái mà tôi theo đúng cái mong muốn của mình nhất đó chính là giới thiệu được những cái đặc điểm hay của Sơn Mài truyền thống Việt Nam đến với nhiều người.